được chứ đâu tới nỗi xấu đâu các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngự Bình Vlog. Thì cái video clip trước á, mình có nói là nửa mình vô mình quay review xe của cái em này đang gác cho các bạn cùng xem nè. Đây hôm nay mình vô tới đây nha các bạn. Đây ngồi đưa đung đưa đưa nè. Thì vô đây có chú chó này rất là thân thiện nha các bạn. Đó, giết được nha. Đủ giá họng ghê cha. Nãy mới giết được cái giác. Nè. Đủ giá. Nè, nó nguy hiểm các bạn, lúc bị quen lúc bị lại các bạn không biết trước được nha. Bữa thiệt. Thì đây là chiếc xe của em đó này các bạn. Để hai cục domino cho màu xíu đi. Ghê hả? Kìa bá chạy ra nữa kìa. Đây thì bánh lỗi rồi, em này đang gáp các bạn chưa hoàn thành cho nha. Đó, cái xe này cái lỗi nằm đâu rồi? Đó, mà nhân phút á, đang sửa hồ số lại. Đang sửa hả? Thì cái này đi bánh đi mâm 5 cây này các bạn. 800W. Cái này đang đút cái cây bù lon ngang đỡ thôi nha. Đang đi bánh 800W 11 cộng số 90. Đây còn cục bo thì được đi cục bo 2000W 24 sò nè. Có đèn đít luôn nè. Đèn đít gì? Nè nhìn nè các bạn. Đâu? Tháo hết rồi. Ai đủ bà này bà quen không? Kìa kìa các bác kìa. Ồ cắt cái hết rồi, này làm kỹ nữa kìa. Thôi giờ đẹp rồi, cái bác này gắn vô không được, cái bác này không được. Kìa. Quá được rồi. Thị trường của em này thì đi dán zin nha các bạn. Hồi bán giùm luôn. Bán giùm luôn. Bán nè. Bán xác, không bánh không bô. Bán xe luôn hả? Ừ. Bán xe nữa dạ, chạy cực. Tổng mới nha. Bán nào nữa chạy xe nào ông anh? Mua khác. Đồ ghê vậy? Nè, gia đình tổng mới 100% nha. À. Thì em này muốn bán luôn, hồi có gì mình hỏi giá chi tiết cái mình. Cái này hơi cũ thôi nên nói hơi nhiều nè. Nói cho bạn. Hơi cũ nói hơi nhiều hả? Ừ. Rồi còn gì đó vô hết luôn đi. Bình đâu? Bình đâu cho ngài. Cái này bình quá ha. Hư nhiều quá nên dục ơi. Bán hết rồi. Bà chó bà giỡn rồi kìa. Đó đi. Cùng nghệ tóc cứt. Đủ ghê sao bố hắn nằm lọt ngoài cho này nè. Bữa dắt ra rửa. Làm kiểu nó cái này nè xíu không chặt á, cái nó rớt ra. Nó chặt cái bố nó rớt xuống. Ôi ôi. Rất là đẹp lắm mà đây quay đi ơi. Ok. Hey, ê gọi sườn này hỏi tính bán nhiêu? Ok, cái sườn này em này bán nha các bạn, sẵn nói giá luôn đi. À 1,5 triệu là gầm vỏ bình. Vỏ bình này gần mới nha. Bởi vì khoan lỗ để luồn dây nè. Đi ra coi. Cái gì nữa? À chân trống này làm lại nè. Sườn nè. Sườn nè. Đâu bây giờ? Bung lưỡng luôn phải không? Bây giờ em nói tổng ra là có cái sườn phải không? Ừ. Cái sườn. Là giờ bán hết luôn, không bánh trước, không bánh sau chứ không cục bo thôi. À là 1,5 triệu đúng không? Chưa gửi. Tính này cũng ngon các bạn. Gần full rồi mới. Tính ra nè, cái này có đồng hồ nè. Có phuộc nè. Cái đồng hồ này mua 220.000đ. Cái phuộc này mà thấy cũng còn êm nha các bạn. Cái đồng hồ này mua 220.000đ nè. Đo von đo ampe luôn, đo nhiêu cũng được hết trơn á. Đo A luôn hả? Ừ. Đây đồng hồ này còn sử dụng tốt luôn. Trời ơi, để mình review luôn cho các bạn cùng xem nha. Cái này là còn mới luôn nè. Rồi cái này mới gáp luôn nè. Có hai cặp dây hắn nữa nè. Dây hắn này còn kia Asama luôn nha. Đủ dây hắn nào. Ai dây Asama. Còn kia Asama luôn. Ừ. Mà đeo cái nè, không có tim. Dây hắn giả. À, nói chung bây giờ nè, để mình nè. Để mình nói gọn tóm tắt cho bạn dễ hiểu nè. Nói chung là hết cái sườn này chỉ trừ cái bánh trước, trừ cái bánh sau với trừ cục bo thôi, còn như trên xe hết. Ok đúng không? Ừ, chưa rồi. À thì cái lỗi nằm đây nè. Ê, mà hay cho lại. Lỗi qua hả? Lỗi của em bữa em đi cái bè chai bào quá. Ủa chắc. Cái này nó hư mà. Hư hết luôn rồi, cháy hết luôn rồi, cháy nát bét luôn rồi. Cái này để bán cho chai ông ơi. Chưa có đục ra hết. Lỗi để bán cho chai. Nè bỏ luôn chứ là sao mau nè. Ủa họ hôm nay em nói em gáp rồi, em gáp bởi gì rồi? Gáp nè, gáp vậy không cho mà gáp tới cái lỗi cái nó bị cả lắm mâm. Đồ gián cái sao mà với bánh là mới ghê rồi chứ. Ừ. Nè các bạn. Bỏ luôn chứ là sao mau luôn nè. Này nghĩa là còn đồ zin nha. Đồ zin còn luôn. Bánh thì chơi trước thì được đi bánh mâm 5 cây luôn nè. 5 cây xéo. Cái bánh. Ủa này giống mình đi bánh hồi lúc này các bạn, trong xe bánh tím mình á. Nè. Phục được hạ nhỏ hạ lụng đúng tới đây luôn nè, hết mức luôn rồi. Sườn này lúc trước là của Tài Phan á. Ừ, vậy là cái sườn lúc trước có chỏi các bạn. Đúng rồi. Nhớ Tài Phan có chỏi chỗ này nè bạn, chỏi chỗ đây, xuống đây nè, mà cắt ngay rồi. Không phải cắt nó lấy búa độc rồi. Vậy là lẽ chứ cắt. Con này biết đứng không? Trên nè. Đứng này, kìa đâu 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 kêu đứng không? Ok, từ từ. Quá. Đây à, ok. Để coi cá biết đứng không nghe các bạn. Ngày hốt quá có dụng đứng rồi.
Mắt tao chỉ tao dụng nếm nè. Chứ không dễ đứng dữ lắm. Hết pin nè. Chứ không hết pin nè. Nó mới buông chân em đó. Đó, dây điện chưa cắt cái đầu luôn nè. Ờ, dây điện zin mới đúng không? Ừ, có nãy gì á. Thì cái này đâu kỹ thuật nè. Thì bạn nào mua thì cứ bình luận ở dưới phần kết mình các bạn, rồi mình có gì mình cho Facebook nó, không thôi mình cho số điện thoại đó hay là cái gì đó để cho bạn liên lạc cho nó nha. Cái công tắc này là mua đồ cũ nó bị bể, nhưng mà công tắc ở trong này là cái mới luôn nha. Hoặc là còn cái công tắc cũ tặng luôn nè. Còn cái gì trong đây nè các bạn. Nè, các bạn xem nè. Ở đây có một cái đồng hồ này nữa nè. Đồng hồ bóp bình vậy nè. Rồi cái này một cái, rồi trong đây một cái nữa. Quá ngon rồi. Cái này xem làm gì đang đen hả? Bữa nó bị cong quá. Lấy tay bẻ xuống được, khò cái đẩy tay cái xuống luôn. Bỏ kiểu như nó thanh niên chơi thị khò nha. Bỏ giống như cái máy cỏ xe đạp vậy đó, cổng cổng này là khó chịu lắm. À, tính bẻ cỏ cho nó ngang ngang chứ vậy. Không, em có cái ống sắt mới bẻ được. Bỏ ống sắt mà vẫn không được luôn. Tính ra mình nhớ anh Thịnh đúng không? Anh bẻ cỏ anh đâu có khò đâu bạn. Mình xem khò. Anh Thịnh là anh siêu nhân. Cái cổ nào bẻ kiểu đó là dục liền á. À, cái inox đúng không? Đúng rồi. À cái cụ nhôm á nó dễ bẻ hơn cụ inox các bạn. Cụ inox nó dễ bẻ. Cụ nhôm á nó cứng hơn. Bẻ sống nó rất là dễ bị gãy nha, không mà nó nứt cái ra nè. Dặn nghe cho so sánh thử luôn mà. Ghê hả? Gì đây? Nè thấy không? Nó mỏng lét à. Không, mà cái chất liệu inox hình như nó giòn hay nó sao các bạn. Anh Thịnh nó nói bẻ inox rồi nó rất dễ gãy nha. Cụ nhôm thì bẻ cập xuống luôn ok. Lúc trước con bạn nó bẻ xuống cổ này nó bẻ xuống tới đây nè. Ở đây nó. Ủa cái này cái lan đột biến hay gì bự chứ hả? Cây lan này, cây gì quên tên này mà nó cái bự vậy? Một dạng gần đột biến á. Nó cao ghê các bạn. Cây này mình mới thấy các bạn. Nè. Trời ơi. Nè các bạn coi nó cao hơn mình luôn á. Cây này chắc cũng cỡ mét mấy á. Mét mấy. Còn cái chậu nữa kìa. Dây hắn này là mới hai luôn nha. À mới hai luôn. Anh em nào lấy thì tặng thêm cái lò xo nữa. Không, bây giờ nói chung không tặng hết. Bây giờ nói chung chỉ trừ hai cặp bánh vậy thôi. Với cái bò cái bò vậy thôi. Còn như để giữ nguyên trên xe hết. Triệu rưỡi. Cái này xe mạnh quá bắt đầu nó vậy á. Cái xe này là xe thì bị con te cắn thì nè các bạn. Nè. Chiều gửi, nói chung là chiều gửi mình thấy nó cũng được và nó cũng hợp lý các bạn. Chứ không có mắc nha. Này nói chung là làm lại như là ốc ác đồ gần mới hết luôn á. Các bạn nghĩ là bây giờ các bạn đi mua một cái phục này mới tầm có nhiêu ta? 5 xị rồi. 5 xị. Cái sườn này bèo cũng 500 cho 600 500 600 đi. Ừ, mà cái đó là sườn lô nữa chứ không phải sườn hãng Asama nữa, này có Asama đàng hoàng. Ừ, cái sườn zin ha. Ừ. Với cổ này mua của hết cỡ trăm mấy. 100.000 đó, mới cũng 100.000 đó. Nói chung mày rồi. Quá bữa thiệt. Cái bèn chế gì vậy? Cái bèn này là 60 năm về trước rồi đó, nó rất là yếu. Cái bèn tôi kệ. Thôi cái bèn này xịn sổ rồi, mình không dám quay tới cái bèn. Cái bèn này rồi. À, muốn mình sơn lại mới bán nha. Giấc bánh xe luôn. Rồi thôi để vậy luôn đi. Rồi để vậy luôn đi. Bà chó, bà này bá làm gì bá, nãy giờ bá tự bá ngậm. Nè, phun bình này là hàng bao cứng luôn nha. Phun bình hàng bao cứng luôn. Cái này. Mà đừng á, cái này có thể sàn hẳn. Hàng sẵn cái khung bình hai các bạn. Vậy các bạn có thể bỏ được hai cái bình đây nha. Về hàng mới nhất, 100 mấy, 200. Cục gì vậy? Ông chỉ bánh trước 12 ly. Chụp gớt các bạn rồi. Ông nội. Nếu mà anh em nào mua bánh luôn á thì có giá hơi chua một xíu, tại bánh này bánh 800 watt là chứ không phải bánh thường. Bánh nhiều. Bánh 800 watt. Thì bánh... cái bánh thì đấy, anh em thêm chịu thôi, tại cái bánh này kiếm cũng khá là khó. Cái bánh trước này bữa mình mua 100.000. Cặp bánh trước sao là chịu hả? Ừ. Chịu có lần lỗi hả? Không lỗi luôn, tại vì kiếm rất là khó cái cặp bánh này. À đủ gì hả? Ở cái bánh trước đó lúc trước em kiếm là cũng em mua mới nó là 400.000 đó anh. Ừ. Đồ. Em mua là 400.000 đó, về em sơn nữa. Bà này bà đi theo bà cạp mình các bạn ơi, ngồi xuống mới được. Đó các bạn thấy đó. Thì xe này thì mình đâu thấy đâu còn gì để review đâu các bạn. Còn em, chứ. Nhà em còn đồ ghê cái gì không? Đem ra đây cho bạn coi, khoe cho bạn coi. Em nhớ đi vô đây nè, em bật đèn cho coi. Ok. Để mình coi nha, em này có đồ nghề gì kia các bạn, mình cũng chả biết không. Ở đâu? Em có nhu cầu thì mình bán luôn cái cho mình cho tê nè, 90 ngàn thôi. Chưa xài luôn, có khoan ốc sẵn anh em đi dây lớn, không có phải sợ bị chập dây luôn. À đù chứ hả? À. Đâu? Trời ơi, dữ hả? Ghé mạc không? Ê, lan chó rồi nó bay theo cặp dọn kìa. Đi ra.
Ôi ơi, thứ gì cũng có vậy trong đây anh em ơi. Đi gút mới mua tại có hàng. Gì gút cũng có, chìa khóa cũng có. Ông bò chìa khóa luôn. Ông này ông nhà ông mọn chứ. Chế độ. Có vỏ bò, có chì nữa nè. Trời ơi, nhóc giang luôn. Cục này cục gì ông tướng? Mới bơm một cá bị cháy. À. Nó mua hàng luôn. Nè, anh mua anh em mua tặng luôn cái công tắc này nha. À, bỏ anh xem đi. Búa. Kìm, mỏ lết, chì. Cái vít này nó như vậy hả? Các bạn coi vít nó vậy chừng nửa mét đó. Ừ. Đi dặn. Đi dặn cái đồ sao sâu. Tôi nè cái gì đây các bạn? Nè. Cái ngắn. Cốt hay cái gì nè, tùm lum nha nè. 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 Ngắn có vậy. Dưới đây có nè. Này phay thì gì đây nè. Phay thất bại. Ôi giời. Cốt tính làm lại á. Thánh phay nữa. Trời kia có cái gắp nữa kìa. Gấp phụ, gấp nè, có gấp nè. Trong đây còn sườn nữa nè. Sườn gì á? Cái này thì bán rồi. Bán rồi hả? Bán rồi, ta cọc rồi. Đi đi bà chó bà gặp nằm đây nữa nè. À, cái sườn nè. Đây, cái sườn này các bạn. Sườn xe bữa trước á các bạn. Ừ, cái sườn này bữa trước á. Bữa trước mình có quay nè các bạn. À, còn gấp chân bữa nữa nè. Cái chân bữa phay lỗ còn để đây nữa nè. Bữa tao kích. Thôi, đi ra đây các bạn ơi. Hết rồi. Cây chấm sườn nè. Cây chấm sườn của cái sườn. Của ai? Của Tài Phan nè. À. À anh em ha. Bà chó bà chạy theo bà giỡn. Để vô là như zin nè. Thấy không? Đuôi. Đập ra là đập anh em đập lại để như zin nè. À. Hay anh em nào cần tặng luôn. Chứ đâu bán cái chai được giảm mấy bà da chai bị khoát mà làm hết luôn rồi. Không đi được. Rồi các bạn ơi, mình xin tạm dừng kết thúc video tờ clip đây các bạn ơi. Nãy giờ các bạn thấy thì đồ nghề của em này thấy mà thấy cũng hay ngán nha. Nha, còn đồ hán không nè. Thôi mình ngồi mình gắt vợ nè nha, bà chó này bà giỡn bà này, bà chạy bà cạp. Cướp. Ê, tính nhà đồ nghề đó là đủ tháo cái xe làm đó các bạn. Nè. Nhà tháo qua dế lụm dần nè. Mình xin tạm dừng kết thúc clip tại đây. Anh em mà thấy hay nhớ đăng ký kênh, gọi like và chia sẻ video để ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả anh em. Thì anh em nào mua thì chiều gửi đó, thì nãy giờ như trong video mình nói đó, anh em có gì comment dưới đi. Review lại cái là ốc mới hết 100%. Ốc luôn hả? Ốc ác rồi nè, thấy không? Anh nhìn bóng lóng mà biết mới rồi nè. À thì em nói là ốc mới hết nha các bạn. Ốc mới hết luôn. Đó. Trừ hai ốc này nha, cũ. À có cho domino vậy không? Có mua đâu rồi, mua domino. Ừ vậy không có domino. Có mua đâu. Ok. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn coi. Bye bye các bạn. Ông nhỏ này nhà ông chế ghê các bạn ơi. Tùm lum đổ nha.